Rồi, bún riêu, bún riêu. Hôm nay là tối 6 tháng 8. Bún riêu Ngọc Hường, Cách Mạng tháng 8. Chỗ này ăn ngon các bạn. Đây là huyết nè, sườn nè, cái này gọi là riêu thịt nè, riêu tôm, đậu hũ, thịt sắc. Tô này bao nhiêu tiền nữa? Đây. Là 50-55 vậy. Bà chủ, tô của em nhiêu tiền bà chủ? Tô em nhiêu chị? Ok, dạ. Tô 50-50. Mình bán từ mấy giờ em quên rồi ta? Nay là chưa tới 11 giờ đêm, mùng 1 ngày rằm chị vẫn bán đúng không? Bán này đủ ha, dạ rồi. Ủa hồi chưa em, hồi lúc trước em lại ăn buổi trưa luôn mà ta. Lấy sớm hơn nè. Chờ chậm. Đây địa chỉ 288 Cách Mạng tháng 8, phường 10, quận 3. Bún riêu cua canh bún Ngọc Hường đó. Quen chỉ lâu lắm rồi. Ghé vô cái nồi nó sôi sùng sục. Rồi các bạn ghé qua ăn. Lâu lâu thèm mình ghé qua đây đó. Diamond Plaza. Hôm nay Sài Gòn mát mẻ. Nhà thờ Đức Bà của chúng ta không biết bao giờ mới sửa xong. Giờ là khoảng độ 8 giờ rưỡi tối các bạn ha. Ngày 6 tháng 8. Bến Bạch Đằng. Tô bún riêu hồi nãy thì ngon các bạn, vị nó sẽ đậm đà nha. Thiên hướng là sẽ bị ngọt chút xíu, mà chúng ta sẽ vắt tắt vô là ớt cay vô sẽ ngon. Thêm mắm tôm nữa. Cái mình thích nhất trong cái tô đó chính là cái phần riêu thịt các bạn. Nó rất là mượt mà không có bị khô, tỷ lệ khoảng độ hơn 90% là thịt xay á, rồi trộn thêm chút xíu mỡ, nó ăn rất là mượt các bạn, không có bị ngán. Đậu hũ bình thường, thịt sắc thì mình đã từng nói rồi, có bữa ngon, có bữa hơi bị khô. Cái sườn trong cái tô bún riêu nó cũng bình thường luôn. Bình thường là bởi vì họ nấu, họ để bên ngoài á, nó sẽ tiếp xúc không khí á. Không có định làm video nhưng mà tại vì thấy lâu lâu cập nhật tình hình về giá cả của tô bún riêu cũng hay. Nói trắng ra ở Sài Gòn mà nói thì nếu mà nó là bún riêu xuất sắc á, đạt tới điểm chính á, thì hiện tại là Tùng vẫn chưa tìm ra. Đại đa số rơi vào khoảng độ điểm 7, được cái này thì mất cái kia. Trong cái tô bún riêu đó thì phần chả cũng mức độ được các bạn. Huyết ngon nha, huyết heo 50.000 đồng cho cái tô đó ăn no mà. Rồi chúng ta nhìn qua bên kia chút xíu đó, khu vực Thủ Đức. Rồi quay ra góc này các bạn.
cái tòa nhà này bao nhiêu năm trời rồi không có thay đổi, nó vẫn là tối thui cái khu vực này. Ở Sài Gòn này có một số những khu vực mà có những cái tòa nhà thế này các bạn, nó tối thui à. Chẳng hạn như khu Thuận Kiều Plaza nằm ở quận 5 nha. Rồi đối diện nó cũng có một cái tòa nhà cũng tối luôn. Hơi uổng. Đây, quay cận cảnh thôi các bạn xem nha. Đó, nó tối như vậy nè. Sao yêu thương không có tiền nữa mặc quá. Học dịch lộ, học dịch cửa, tính quốc lộ bắt đầu đó.